Ok, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel Cuộc Sống Kada Công Thương Vỡ nha. Hôm nay là ngày 4 tháng 7. Lúc nãy mình có đi quay một vài cái hình ảnh tại cái trung tâm thủ đô Ottawa, cũng như là cái về cái đại sứ quán Mỹ. Và mình cũng chia sẻ về những cái gọi là những cái kết nối của Mỹ với bản thân mình từ cái lúc mà mình còn nhỏ tới lớn. Thì hôm nay thì mình cũng có một ít cái thông tin mình muốn chia sẻ nữa đến mọi người. Thì cái thông tin mình chia sẻ thì nó sẽ liên quan đến cái việc là định cư Mỹ bằng cái con đường là kết hôn đó. Thì thật sự luôn, mình rất thích nghiên cứu giấy tờ. Tại vì lúc mà mình ở Việt Nam á, cái ước muốn của mình là đi nước ngoài, nên mình lúc nào cũng nghiên cứu giấy tờ đó. Những cái nước đặc biệt như là Mỹ hoặc là Úc hoặc là Canada gì đó thì mình đều nghiên cứu hết đó. Và sau này thì mình đi du học Canada và mình nghiên cứu được trên đường, cái con đường để ở lại Canada. Nhưng mà những cái suy nghĩ về nước Mỹ thì nó vẫn còn, và những cái kiến thức về định cư Mỹ thì mình cũng rất là mong muốn có thể chia sẻ lại cho mọi người, để những anh chị nào cần thì có thể mà tham khảo. Ok, đó thì mình nói luôn, đó là cái con đường định cư Mỹ á, bằng cách kết hôn thì nó rất là phổ biến rồi. Tại vì cái con đường này là gọi là con đường tình yêu, thì nó rất là nhanh, nó cực kỳ nhanh so với những con đường khác đó. Ở cái một trong những cái clip trước á, mình có chia sẻ về định cư Mỹ á, thì những con đường chính là bằng cách bảo lãnh nè, rồi bằng cách lao động nè, rồi bằng cách đầu tư, rồi sổ số, hoặc là diện tị nạn này kia. Thì hôm nay mình sẽ nói cụ thể về cái con đường là kết hôn đó. Thì nó sẽ chia làm hai loại nha mọi người. Nếu mà mọi người kết hôn với công dân Mỹ thì cái trường hợp nó sẽ khác. Còn nếu mà mọi người kết hôn với thường trú nhân Mỹ thì nó sẽ là một cái câu chuyện khác. Thì hai con đường thì mọi người sẽ đều lấy được cái thẻ xanh thôi. Nhưng mà quan trọng ở đây là về cái thời gian, đúng không? Định cư Mỹ á, thật sự nó rất là tốn thời gian luôn. Có những người phải chờ đợi 3 năm, 5 năm, hoặc thậm chí là 10 năm. Có những cái nước như là Philippines, hoặc là Trung Quốc, hoặc là Ấn Độ, những Mexico nữa. Thì những cái nơi mà có cái lượng người nhập cư đến Mỹ đông á, cái thời gian nó lại càng lâu nữa. 18 năm, 20 năm là câu chuyện cũng không phải là ít đó. Thì như mình nói á, là nếu mà mọi người kết hôn với công dân Mỹ, tức là người có hộ chiếu Mỹ á, thì cái thời gian mọi người chờ đợi nó không có phải là quá dài, chỉ từ khoảng vài tháng đến một năm thôi đó, thì có thể là xin xong được cái thẻ xanh rồi, đến Mỹ rồi. Nó phân biệt ra như vậy nha. Còn về thường trú nhân á thì phải mất vài năm, 5 năm cho tới 10 năm đó, rất rất dài luôn. Thì cái quy trình của nó thì cái người mà đứng đơn bảo lãnh á thì sẽ nộp một cái gọi là cái form I-130. Thì cái form này thì sẽ là một cái gọi là minh chứng cho cái việc là họ muốn bảo lãnh hôn phu của họ sang Mỹ và muốn kết hôn với cái người đó. Thì sau khi mà nộp cái form I-130 rồi đó, thì sẽ đến cái phần của bạn. Thì cái lãnh sự tại đó, cái nước sở tại sẽ liên lạc, sẽ yêu cầu bạn nộp hồ sơ đó. Rồi sau qua được cái bước thứ hai đó rồi thì sẽ đến cái bước cuối cùng đó. Thường thường là cái bước phỏng vấn, là hai người phải đến đại sứ quán để có thể nói chuyện với nhân viên lãnh sự, và cái quyết định nó sẽ có đó. Thì cơ bản là như vậy, ba bước. Và cái thời gian thì như mình nói rồi, nó khác biệt tùy vào cái người bảo lãnh là công dân hay là thường trú nhân của Mỹ. Tóm gọn là một chút xíu là về như vậy. Thì nếu mà mọi người đi Mỹ á, mà gọi là đã có gia đình ở Việt Nam rồi, giống như là
đã từng có chồng hoặc có vợ rồi, hiện tại thì đã ly thân hay ly hôn gì đó, đã ly hôn, có những cái người con riêng, thì những cái người con đó cũng có khả năng là sẽ đi đi theo luôn đó. Rồi mình thấy á, ở bên phía Mỹ thì có rất là đông cái cộng đồng người Việt, và khi mà mình sang được rồi thì ai cũng muốn tìm cách bảo lãnh gia đình mình, thì cái con đường kết hôn, sau đó là mang gia đình sang, nó rất là phổ biến. Ở bên Canada thì cũng tương tự, kết hôn nó sẽ giúp cho bảo lãnh vợ chồng sang rất là nhanh so với những con đường khác. Một chút xíu nữa về cái việc mà cái số lượng nha. Theo mình nhớ, nếu mà các bạn mà được bảo lãnh, mà cái người bảo lãnh đó là công dân Mỹ thì sẽ không có hạn chế về số lượng. Còn những cái người mà chỉ là thường trú nhân của Mỹ thôi, có thẻ xanh thôi đó, kết hôn với vợ với người ở bên ngoài á, thì cái số lượng thẻ xanh được cấp ra cho cái diện đó thì mỗi năm nó có hạn. Mình nhớ là chỉ khoảng từ 88.000 thôi đó, nên nó rất 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 là ít so với cái nhu cầu mà nhiều khủng khiếp đến như vậy. Vì vậy thì cái thời gian chờ đợi nó rất là căng thẳng ha. Ok, thì đó là chút xíu về cái diện kết hôn và cũng như là những cái bước chính, rồi về cái thời gian chờ đợi như thế nào khi mà mình muốn đi theo đi Mỹ theo cái con đường đó. Thì mình hiện tại thì mình đang ngồi ngay tại cái công viên Federation của cái thủ đô Ottawa nè mọi người. Đây là một cái mảng xanh ngay tại trung tâm luôn. Công viên này rất là rộng nha. Thì mình đang ngồi trước cái công viên này để mình nghỉ ngơi chút xíu. Thì hôm nay hai vợ chồng mình có cái chuyến đi vòng vòng xung quanh cái thành phố á. Rất là nhiều cảnh đẹp luôn, đặc biệt vào những cái ngày mùa hè như thế này. Không khí rất là mát mẻ và đi ra ngoài đường rất là dễ chịu. Rồi mọi thứ nó cũng hoạt động nhộn nhịp hơn nữa. Để mình đi, mình đứng mình xung quanh chút xíu cho mọi người xem cái cảnh cái đường phố của nó ha. Đó. Phía bên sau mình là cái khách sạn Lord Elgin này, cũng là một cái khách sạn rất là nổi tiếng. Ok, cho mọi người xem cái hình ảnh cái thành phố này chút xíu nữa thì mình sẽ kết cái video, và để mình xem thử có những cái gì hay ho nữa không, mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Ok, thì đó là cái chia sẻ ngắn của mình ngày hôm nay về cái việc là định cư Mỹ bằng cách con đường bằng cái con đường là kết hôn. Thì hy vọng nó sẽ có giúp ích cho mọi người ha. Nếu mà mọi người có câu hỏi gì thì cứ comment ở phía dưới, và biết thì mình sẽ giải đáp giúp cho. Những cái thông tin mình cung cấp thì hoàn toàn là miễn phí thôi. Đó. Ok, cảm ơn mọi người đã xem tới đây ha. Mình hẹn gặp lại ở mọi người các clip sau. Bye bye.